Chào mừng quý khách hàng quay trở lại với kênh Địa ốc FT Home. Hiện tại là Truyền đang có mặt ở xã Long Trạch, cách khu nghiệp Cầu Tràm 1,5 km, cách chợ Bình Chánh là 3 km. Anh chị có nhu cầu là tìm cái lô đất nằm ngay mặt tiền đường, cái mặt tiền nó rộng thì kết nối trực tiếp với đường Đinh Đức Thiện, thì đây là cái sản phẩm dành riêng cho anh chị. Thì nếu mà anh chị quan tâm thì xem hết video thì Truyền sẽ chia sẻ cái chi tiết cái lô đất này cho anh chị xem. Thì đây là cái lô đất của bên Truyền, thì có cái mặt tiền khá là rộng, thì mặt tiền là ngang là 9m, dài là 33.6, thì với tổng diện tích là 302m2. Thì cái vị trí của cái lô đất này thì cái hướng phía bên này là nó sẽ là thông ra kết nối trực tiếp với đường Đinh Thiện. Cái trục đường là kết nối lộ 5 quốc lộ là 1A và cái DT là 835A. Còn cái hướng ngược lại là nó sẽ thông qua là kết nối trực tiếp giữa là DT là 835A, là cái trục đường là kết nối giữa quốc lộ 50 và quốc lộ là 1A. Thì anh chị thấy là cái lô đất diện tích rộng là 302m2 mà nằm ngay mặt tiền đường, là và cái đường đó là đường thông nữa. Thì nếu mà anh chị thấy cái lô đất này phù hợp với anh chị thì anh chị hãy liên hệ ngay cho Truyền qua số điện thoại nằm góc phải màn hình là 0949698734 để Truyền tư vấn chi tiết hơn. Và cũng như là nếu mà anh chị có nhu cầu vào xem đất trực tiếp thì hãy liên hệ ngay cho Truyền. Thì nếu mà anh chị không có thời gian thì anh chị sẽ xem tiếp video ha. Thì hiện tại cái lô đất này nó có phân ra 2 lô, mỗi lô là 4m rưỡi, thì với giá mỗi lô là 1,6 tỷ 50. Còn mà nếu mà quý khách hàng mà mua nguyên lô với diện tích là 302m2 thì với giá là 3,3 tỷ. Đó là cái giá là chưa có trừ chiết khấu. Thì nếu mà anh chị trừ chiết khấu nữa thì giá sẽ giảm xuống nhiều. Thì nếu mà anh chị quan tâm thì anh chị hãy comment bên dưới cho em ha. Thì em sẽ là gửi thông tin cho anh chị. Thì về vấn đề là pháp lý của cái lô đất này, thì lô đất của bên Truyền cam kết cho anh chị là nó có sổ riêng ở từng nền và cái không có cái tranh chấp giữa là bên thứ ba. Là đặc biệt hơn nữa là nó không có thuộc cái quy hoạch hoặc là cái kế hoạch là sử dụng của Ủy ban nhân dân quận. Thì nếu mà anh chị muốn xác nhận cái thông tin này thì anh chị có thể là liên hệ đến công ty em copy một bản là sổ để cho anh chị là đến là Sở Tài nguyên Môi trường để xác nhận thông tin này. Ngoài ra thì nếu mà anh chị sở hữu lô đất này thì bên em có chính sách ưu đãi là tặng cho anh chị là 5 chỉ vàng với lại là 10.000 viên gạch. Và nếu mà anh chị thanh toán trong vòng 7 ngày. Còn nếu mà anh chị sở hữu hết là 2 lô là tổng diện tích là 302m2 thì tặng cho anh chị là 10 chỉ vàng với lại là 20.000 viên gạch. Thì có thể là anh chị nhận cái hiện vật hay là anh chị đổi quy ra tiền, thì số tiền đó có thể là trừ vào cái số tiền anh chị thanh toán. Thì đó là cái thông tin mà Truyền muốn chia sẻ cho anh chị. Thì nếu anh chị nào mà quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy gọi ngay cho Truyền qua số hotline là 0932885882 hoặc là đầu số là 0949698734 đang hiển thị trên màn hình. Ngoài ra thì bên em có nhiều cái lô đất nền cái nhà phố với giá dao động từ là 660 triệu đến là 7 tỷ. Thì anh chị nào quan tâm thì hãy comment bên dưới hoặc là gọi vào ngay cho Truyền. Truyền sẽ tư vấn chi tiết hơn. Còn nếu mà anh chị nào chưa có nhu cầu thì anh chị cứ lưu số điện thoại em lại. Thì nếu sau này thì anh chị có nhu cầu thì anh chị hãy gọi em sẽ tư vấn chi tiết hơn. Em hoạt động ngay chỗ là Bình Chánh, Long An. Sau đây thì Truyền kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở video sau.